Sáng nay, ngày 16 tháng 9, Công an huyện Crong Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tăng Văn Tuấn, 27 tuổi, ngụ thị trấn Crong Cama, huyện Crong Bông để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 6, Tuấn điều khiển xe máy chạy trên đường 19 tháng 5 hướng về ngã năm thị trấn Crong Cama. Khi đến đoạn đường vắng thì Tuấn phát hiện bà Trần Thị Xí, 55 tuổi, ngụ cùng thị trấn đang điều khiển xe đạp đi cùng chiều phía trước, có đeo một sợi dây chuyền vàng. Lúc này, Tuấn liền áp sát xe máy và giơ tay để giật sợi dây chuyền, nhưng bà Xí phản xạ kịp thời nắm lấy tay Tuấn. Sau đó Tuấn rồ ga kéo lê bà Xí khiến bà này bị ngã xuống đường và gãy tay phải. Chưa chịu dừng lại, Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến trước cổng trường Trung học phổ thông Crong Bông thì thấy bà Bùi Thị Mai, 56 tuổi, ngụ cùng thị trấn đang đứng bên đường nghe điện thoại một mình nên liền quay xe lại áp sát, giật lấy chiếc điện thoại rồi chạy xe về nhà. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận mục đích đi cướp giật tài sản là để bán lấy tiền tiêu xài. Được biết Tuấn từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản với tổng mức án 2,6 năm tù giam.